Xin chào các bạn và xin chúc các bạn một buổi chiều thú vị. Và sau đây tôi sẽ nói một chút về mô hình chăm sóc toàn diện. Vậy các bạn đã trong thời gian học điều dưỡng nó mô hình chăm sóc toàn diện không? Có không? Có, ok, đấy tốt. Chúng tôi hỏi một câu hỏi là các bạn biết sự khác biệt giữa bệnh viện nhà nước và bệnh viện tư nhân là gì? Ok không? Em thưa thầy, mô hình bệnh viện tư nhân là có sự xuất hiện của các doanh nghiệp nước ngoài và trong nước đóng góp một phần vào trong bệnh viện nhà nước và dưới quản lý của tư nhân và phát triển nguồn nhân lực cao hơn. Tất nhiên câu hỏi là rồi các bạn rất là khó trả lời. Và cái khác biệt rất nhiều điều. Ví dụ như đầu tư là những bạn nói góc độ đầu tư thì đúng. Nhà nước là do vốn của nhà nước. Tuy nhiên gần đây sắp sửa đầu tư của nhà nước cũng không còn của nhà nước. Nó sẽ là xã hội hóa. Vì vậy sự khác biệt đó cũng không còn nhiều. Sự khác biệt nữa là bệnh viện tư nhân sẽ là bệnh viện mà xem khách hàng sẽ là thứ gì, bởi có khách hàng người ta mới sống. Và bệnh viện nhà nước đôi lúc quá thọ ở vấn đề về khác biệt. Một khác biệt nữa, ví dụ những mô hình chăm sóc toàn diện chỉ có tồn tại ở bệnh viện tư nhân. Một khác biệt nữa mà như chị Châu vừa nói, nếu các bạn thử việc ở bệnh viện hoặc là thực hành nghề, chúng ta hay gọi là thực viện ở bệnh viện nhà nước, là các bạn chẳng được giả lương, không được đóng bảo hiểm, không được một chế độ gì. Còn ở đây viện pháp, tôi không biết bệnh viện tư nhân khác, nhưng viện pháp các bạn sẽ được giả lương, các bạn sẽ được như một cán bộ nhân viên thực thụ. Và nếu sau một năm hoặc 9 tháng các bạn không đủ tiêu chuẩn thì các bạn có được đóng bảo hiểm một năm. Đó là một quyền lợi, cái đó cũng phải ghi nhận, nó là một rất là quyền lợi rất là tốt cho các bạn, kể cả những người không đủ tiêu chuẩn để hành nghề, tức là không có đủ tiêu chuẩn để có chứng chỉ hành nghề. Sau đây tôi xin nói mô hình chăm sóc toàn diện ở bệnh viện người Pháp Hà Nội. Khái niệm về chăm sóc toàn diện nếu các bạn biết rồi thì tôi không nói, mà các bạn có thể tức là sự chăm sóc toàn diện từ y tế dẫn trước y tế, ví dụ ăn uống, ví dụ vệ sinh tắm giặt vân vân, tất cả cái đó được bệnh viện cung cấp đầy đủ mà người nhà chỉ đến thăm mà người nhà không được phục vụ. Còn ngược lại, chăm sóc không toàn diện ở những bệnh viện nhà nước là người nhà buộc phải ở lại, kể cả là bệnh viện về số, người nhà không có người nhà không có. Vì vậy tại sao tôi nói như vậy, vì đây thì toàn bệnh viện bệnh nhân của Việt Pháp mà Việt Pháp đôi lúc quá tải. Ví dụ chuyên qua Tâm Thần, tôi chuyển xuống bệnh viện Tâm Thần Thường Tín thì câu hỏi đầu tiên họ hỏi là có ai chăm sóc người bệnh không? Thì người nước ngoài thậm chí có người đi đi cùng. Như vậy đó là sự khác biệt. Còn ở Việt Pháp là chăm sóc tất cả, từ ăn uống, từ vệ sinh, từ viên thuốc, từ những vật dụng liệu tiêu hao thì tất cả bệnh viện phải cung cấp và được chăm sóc rồi. Và bệnh nhân được xem là trung tâm của sự chăm sóc đó. Như các bạn biết, patient center care. Cũng như khẩu hiệu của bệnh viện là rất gần với bạn, so close to you, mà chị Châu vừa nói.
thì bệnh viện Việt Pháp đạt được cái đó ngay từ đầu đến giờ 20 năm. Và người bệnh, tất cả khách hàng của tôi, tất cả nhân viên của tôi, từ bảo vệ tới bác sĩ đến nhân viên khác, được khẳng định rằng nó người có khách hàng, chúng ta mới có tồn tại. Vì vậy, khách hàng là thượng đế, chứ không phải khách hàng là chúng ta, không phải là chúng ta bao cấp họ, mà họ đến họ nuôi chúng ta. Và như lời lúc này nói, khách hàng là trung tâm của dịch vụ. Vì vậy, chăm sóc sức khỏe của cho người bệnh là nhiệm vụ tiên quyết của từng nhân viên và của toàn bộ. Và để thực hiện như vậy thì chúng ta phải hiểu được như trong nói tất cả mọi quy định các bệnh viện, trong đó có nội quy và toàn thức và để đáp ứng dịch vụ chăm sóc toàn diện thì không phải chỉ mỗi bác sĩ điều dưỡng mà tất cả bộ phận đều phải phục vụ dịch vụ hoặc là mô hình này. Cho nên cô nói nổi tiếng của nhà văn nói rất đi xem kịch, không phải là chỉ đi vào nhà xem biểu diễn, mà đi xem kịch là đi xem từ những trang trí bố trí của một nhà hát, chứ không phải muốn xem biểu diễn của một kịch. Tức là chúng ta phải hưởng thụ cả một cái cấu trúc, cả một hình thức phục vụ của nhà hát. Cũng như vậy, bệnh viện chăm sóc toàn diện là phải từ A, từ bảo vệ cho đến tất cả mọi nhân viên trong bệnh viện. Vì tất cả đều phục vụ công việc chăm sóc toàn diện, cho nên ngay từ khi quá trình đặt đèn của bệnh viện Việt Pháp là đặt đèn theo điện thoại, theo email và trong trường hợp đặc biệt thì chúng ta bệnh nhân mới đến trực tiếp. Vì vậy các bạn đến bệnh viện Việt Pháp, mặc dù hàng ngày mới có khoảng 400 người đến khám, nhưng có vẻ rất vọng. Vì sao bạn biết không? Có một số bệnh viện rất đông, cũng chỉ khám khoảng 400 đôi bệnh viện tuyến huyện, nhưng thấy rất đông. Vì sao vậy? Bởi họ đến rồn rập, còn đây là đến theo hẹn 9 giờ ở đêm thì họ chỉ đến 9 giờ có hẹn thì họ chỉ đến trước khoảng 5-10 phút thôi. Cho nên sự xen kẽ và lưu truyền người bệnh rất tưởng rằng rất ít, nhưng mà một ngày người Việt Pháp khám khoảng 400, nhưng mà khách hàng rất là thuận lợi bởi họ được đặt hẹn. Không chỉ đặt hẹn mà trước đó ngày hôm trước đã có một tin nhắn rằng để nhắc lại họ rằng ngày hôm sau giờ ấy họ có và nhắn vào điện thoại hoặc vào email. Và khi đặt hẹn, khách hàng đến đặt hẹn thì khách hàng phải gọi điện cung cấp mọi thông tin và tất cả thời gian nhân viên lễ tân chúng tôi sẽ đưa ra để họ lựa chọn, và họ sẽ lựa chọn thời gian thí điểm này. Quy trình đón tiếp lễ tân, đón tiếp bệnh nhân, sau đó kiểm tra hệ thống đặt hẹn và hồ sơ bệnh án của bệnh nhân đã được chuẩn bị sẵn. Trừ bệnh nhân mới thì chúng ta mở hồ sơ thang bệnh án. Sau lễ tân hướng dẫn bệnh nhân đến từng tầng chờ và sẽ đưa bệnh nhân vào từng phòng khám, không nhầm lẫn, và cùng bệnh án đã được chuẩn bị sẵn. Khám chúng ta có hiện tượng, có hệ thống khám ngoại trú, thì tất cả bệnh nhân được bác sĩ đón tiếp và được lễ tân đưa vào với tất cả các bệnh án đã được chuẩn bị sẵn, và bác sĩ xem cho chỉ định xét nghiệm để bác đi nhà. Sau đấy lễ tân để hướng dẫn khách hàng bệnh nhân đi thanh toán hoặc làm các thủ tục. Khi có chẩn đoán thì bác sĩ sẽ kê đơn giải thích chi tiết và hẹn. Thưa các bạn, ở đây cái hệ thống hẹn là vô cùng quan trọng. Hẹn phải có giờ, có ngày và
được vào hệ thống. Cho nên bệnh nhân sẽ được có liên hệ chính xác. Cũng như vậy, nếu cần mua thuốc ngoại trú, bệnh nhân sẽ được mua. Và mua thuốc là hoàn toàn bệnh nhân tự nguyện, có thể mua tại bệnh viện, tại pharmacy bệnh viện hoặc mua ngoài. Quy trình nhập viện, khi bệnh nhân được chỉ định nhập viện thì ở đây không phải là lễ tân mà là thư ký chuyển sang một nhân viên chuyên sâu hơn, là thư ký chuyên môn sẽ hướng dẫn bệnh nhân làm các thủ tục đặt chỗ các tầng phòng và hướng dẫn bệnh nhân cách hàng hoặc gia đình thanh toán tạm ứng. Sau đấy bệnh nhân được đưa lên phòng, bàn giao lên điều dưỡng trưởng và điều dưỡng trưởng sẽ phân cấp điều dưỡng làm phụ trách từng bệnh nhân rồi. Và bác sĩ điều trị của bệnh phòng sẽ khám và xét lại cho làm các xét nghiệm cần thiết, nếu đủ rồi thì thôi, và sau đấy sẽ cho chế độ điều trị theo dõi. Một điểm là trong cung cấp toàn diện thì bệnh viện Việt Pháp tất cả mọi thuốc, mọi vật liệu tiêu hao y tế đều do bệnh viện cung cấp cho bệnh nhân, không được mang vào. Còn nếu có những trường hợp bệnh nhân mang vào thì chúng tôi buộc phải mặt người nhà ký nếu mọi rủi ro xảy ra thì bệnh nhân bị điều trị, trừ đó là những trường hợp bệnh viện. Còn thường thì tôi cung cấp đầy đủ. Với bệnh nhân nội trú, ta nói kỹ nhất, đó là công tác của điều dưỡng. Ở bệnh viện Việt Pháp, điều dưỡng làm tất cả mọi việc liên quan người bệnh, kể cả việc thay ga, thay quần áo cho người bệnh. Đó là đặc điểm của bệnh viện Việt Pháp. Vì vậy, điều dưỡng để hướng dẫn bệnh nhân cách sử dụng phòng vệ sinh, TV và các nút khẩn cấp khi có nhu cầu, nút khẩn cấp ở ngay đầu giường và trong toilet. Chứ không phải bệnh nhân gọi bác sĩ ơi, điều dưỡng ơi, mò bụng. Và điều dưỡng sẽ chăm sóc phục vụ tất cả việc tôi nói lúc nãy, kể cả việc cho bệnh nhân ăn uống là bệnh nhân cần thiết, có thể cả việc vệ sinh cho bệnh nhân, ví dụ như tắm rửa. Điều dưỡng phải thường xuyên thăm bệnh nhân, báo cáo kịp thời các bác sĩ điều trị và ghi chép đầy đủ vào hồ sơ bệnh án điện tử. Và khi có bệnh nhân cần gọi, có bao nhiêu thì điều dưỡng có mặt ngay, và nếu không có mặt thì điều dưỡng trưởng phải điều khác để vào xử lý. Đây là công việc hàng ngày của điều dưỡng. Vì vậy, điều dưỡng ở bệnh viện Việt Pháp trực có điểm khác. Bệnh viện nhà nước nữa là trực của bệnh viện Việt Pháp điều dưỡng không có dừng nằm. Còn đi các bệnh viện khác có dừng nằm trực đêm rồi, điều dưỡng mà đang ngủ không? Thì Việt Pháp không ngủ. Việt Pháp đi lại. Nếu chúng ta có máy để đo cường độ đi lại của điều dưỡng trực trong đêm thì chúng ta thấy họ đi lại rất nhiều không, mà chỉ ngồi được ngồi khi mà cái máy còn lại tất cả là đi lại. Công việc của hộ lý ở Việt Pháp không gọi hộ lý mà gọi là PC, Patient Care Assistant. Thì công việc của họ chỉ phục vụ tất cả những cái gì trong bệnh phòng, trừ ngoài không đụng chạm với người bệnh. Còn tất cả là vệ sinh bệnh phòng, vệ sinh xung quanh giường, toilet vân vân, và hỗ trợ điều dưỡng khi có yêu cầu. Và ngay cả điều dưỡng cũng phải có ngoại ngữ. Vì sao vậy? Bởi vì mỗi lần họ cười cũng phải xin phép bệnh nhân tốt để mở, tốt để cứ mở cửa. Vì vậy, nếu là người nước ngoài điều dưỡng hộ lý y sinh của tôi vẫn phải hỏi
phòng cho ông Phong, họ bảo tôi đang ngủ, thì tôi phải đặt. Công việc của nhân viên bếp ở đây có các bạn có dinh dưỡng khác của bệnh viện khác là bệnh viện Việt Pháp cấm tất cả người bệnh điều trị nội trú mang thức ăn ngoài vào, không được. Và cái đó cũng vô cùng tốt cho người bệnh, bởi vì chúng ta quản lý được dinh dưỡng, quản lý được vệ sinh ăn uống của người bệnh. Quy trình thanh toán thì cái này rất là chắc các bạn cũng không phải liên quan các bạn, bác sĩ cũng không liên quan các bạn nhiều. Kết luận chăm sóc toàn diện là một hình thức có thể nói là xu hướng tiến bộ trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe và là điểm chốt của bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, và chúng tôi tự hào có cái dịch vụ như vậy. Và có thể nói rằng rất nhiều khách hàng sau đi một vòng người Việt cũng rất là thông minh, họ đi khám Việt Pháp thì chỉ định nhập viện, họ lên sang Bạch Mai, họ sang bệnh viện thì tức qua một xe và một số dịch vụ khác. Những người Tây ý họ là những người kinh tế họ tìm họ quay lại và bảo em vẫn nằm Việt Pháp. Nhỏ vì sao? Lúc sáng giờ bây giờ em đi một vòng, em thấy rằng xét cho cùng của anh hơi cao lúc nổi lần, nhưng tổng thể chính bên anh sẽ hơn tất cả những khác. Vì sao các bạn nghĩ vậy? Bởi vì họ bảo rằng nếu em tính mà em làm việc, em phải 4 người để phục vụ em, và em phải thuê khách sạn ở trong vòng một thời gian như vậy, em tính tổng cộng ra tất cả mọi việc. Vì vậy em đưa mẹ vào, em vẫn về đi làm tối em chỉ vào thăm thôi, không đến trăm một ngày, và em sản xuất và lời thứ khác của em phải chăm từ tâm giận, từ lo ăn, từ giận, từ đơn lưng. Vì vậy em quyết định điều trị. Vì vậy đi là ưu điểm mà có thể nói là thế mạnh của bệnh viện Việt Nam. Và đây là mô hình khép kín từ lúc đặt hẹn, lúc khám bệnh, nằm viện, ra viện và tái khám. Cái đó là một công việc. Và một dịch vụ tốt để làm sao nhiều người sau khi ra viện họ lại quay lại, họ lại tái khám mình, họ lại tiếp tục sử dụng dịch vụ Việt Pháp. Cũng như vậy trong du lịch chúng ta mới tổng kết mà có vòng họ quay lại nhiều lần thì đấy mới là Việt Pháp ưu điểm. Tôi thắng lợi và ví dụ lần này nên chúng tôi đang xây bệnh viện, lúc đầu dự kiến trong vòng 2 năm xây doanh số doanh thu của bệnh viện sẽ giảm khoảng 10-15%, nhưng ngược lại trong thời gian xây dựng vừa rồi ngược lại chúng tôi được tăng lên 12%, không phải giảm mà tăng lên. Và sự ưu mến và uy tín của bệnh viện làm cho người bệnh họ vẫn sử dụng, mặc dù trong bệnh viện chật hơn, ẩm hơn, có thể không thuận lợi hơn, nhưng họ vẫn sử dụng. Vì đó là một cái tôi cần phải ưu tiên và có thể nói là thế mạnh của bệnh viện. Và để thực hiện đầy đủ nhân lực, trong đó có các bạn, thì hôm nay tôi có buổi quảng cáo để làm sao để các bạn xét bệnh viện Việt Pháp làm địa chỉ mà các bạn có thể đến apply để tôi có cơ hội để gặp nhau, và hy vọng sẽ gặp các bạn trong thời gian tới với tư cách là những ứng viên xin việc của bệnh viện Việt Pháp. Và lần nữa xin cảm ơn các bạn.